Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay một thật là nhân duyên lành, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau và thầy xin san sẻ cho đại chúng một thời giảng tịnh độ với cái tựa là cảm xúc tịnh độ. Thường thường chúng ta niệm Phật, nhưng nằm có ba cái giai đoạn. Giai đoạn một là ban đầu thì chúng ta niệm Phật nhưng mà chưa có cảm xúc. Nhiều khi cái nhược điểm của người niệm Phật ở giai đoạn ban đầu là tiếng niệm Phật của chúng ta nó khô khan. Cái tiếng niệm Phật của chúng ta nó đứt đoạn, gọi là nó chưa thành chuỗi liên tục. Mà nếu tu hành như vậy thì cái cảm xúc chưa có. Mà cảm xúc chưa có thì sự an lạc chưa có. Thành ra muốn niệm Phật mà có cái an lạc thì phải có cái cảm xúc. Có nghĩa là một sự xúc động giao cảm từ cái trái tim của con đối với Phật. Tất cả hành giả nào niệm Phật mà có được cái cảm xúc, có được cái nhựa sống, có được cái cảm ứng đạo giao thì chúng ta niệm Phật an lạc và thành công. Quý vị có đồng ý không? Vì vậy hôm nay chúng ta nâng cấp tịnh độ lên một chút. Năm rồi thầy đến thầy giảng quý vị bằng niềm tin tịnh độ, nhưng hôm nay chúng ta phải nâng cấp tịnh độ lên bằng cảm xúc tịnh độ. Và chất liệu nào, lối tu kiểu nào để ta có cái cảm xúc đây? Và thưa quý vị, cái đó ai phải thực hiện và ai tận hưởng sự an lạc cho mình? Chính hành giả chúng ta. Vì là như vậy nên thầy sẽ phân tích cặn kẽ chi ly từng chút. Trước tiên đi vào tịnh độ, chúng ta phải minh định rõ ba thứ. Thứ nhất là tâm Phật của con. Thứ hai, tâm phàm của con. Thứ ba, pháp tu tịnh độ của con. Ba cái điều này quý vị có cần minh định rõ không? Thứ nhất là tâm Phật của con. Con có tâm Phật không? Có không? Có. Như vậy con có tâm Phật mà con hiểu về tâm Phật con bằng cách nào? Vì là vậy nên người hành giả tịnh độ đầu tiên căn bản là hiểu rõ về tâm Phật của mình. Tâm Phật của mình còn gọi danh từ khác là tâm trong trắng của mình. Với tấm lòng trong trắng, hành giả tiếp nhận được một niềm vui kỳ lạ của tâm hồn bao la.
Khi mới ngủ dậy con có cái tâm hồn trong trắng. Khi còn tuổi thơ ngây con có cái tâm hồn trong trắng. Và ai mà sống được với tâm hồn trong trắng, người đó rất an lạc. Quý vị đồng ý không? Như vậy tâm Phật của con là nền tảng căn bản của tâm hồn trong trắng. Mà tâm hồn trong trắng có nhiễm không? Có phiền lụy không? Có hồn nhiên không? Đó. Như vậy Phật tâm của con là tâm hồn trong trắng của con, là bản tâm chân thật của con, là nội tâm giác ngộ của con. Như vậy con có nội tâm giác ngộ, con có bản tâm chân thật, con có tâm hồn trong trắng. Tất cả cái đó gọi là Phật tâm của con. Quý vị có đồng ý cái đó không? Như vậy Phật tâm của mình biểu hiện thái độ sống thế nào? Xác định con có Phật tâm rồi, nhưng mà thái độ sống thế nào, cách sống thế nào để sống được với Phật tâm? Câu này quý vị có cần tìm hiểu không? Gọi là thấy biết không sanh phàm tâm là Phật tâm. Như vậy là Phật tâm có trước hay phàm tâm có trước? Phật tâm có trước. Nhưng mà con không dừng lại cái chỗ Phật tâm, mà con sanh ra phàm tâm vọng tưởng. Để rồi Phật tâm con cũng có, mà phàm tâm con cũng có. Vì vậy nền tảng ban đầu của người niệm Phật là minh định rõ Phật tâm. Nếu quý vị nghe tất cả, biết tất cả, chấp tay mô Phật, thì tâm quý vị có phiền não không? Không phiền não lúc đó có phải Phật tâm? Đồng ý không? Như vậy từ đây về sau, người con Phật chúng ta lấy cái nền tảng Phật tâm làm trọng. Vì Phật tâm con vốn có, Phật tâm con có trước. Phật tâm của con là tâm hồn trong trắng của con. Phật tâm của con là trạng thái tâm tỉnh thức giác ngộ của con. Phật tâm của con là trạng thái tâm vô nhiễm tất cả mọi dạng pháp. Để rồi thấy biết không sanh phàm tâm là Phật tâm. Thấy biết không động tâm phiền lụy là Phật tâm. Thấy biết có trí tuệ là Phật tâm. Người con Phật chúng ta có Phật tâm và trở về nương tựa Phật tâm mà sống. Tập niệm Phật cũng phải trở về với Phật tâm, lãnh hội được Phật tâm, sống cùng được với Phật tâm, thì chúng ta hết đau khổ giữa cõi đời này. Quý vị đồng ý không? Chỉ cần hành giả tinh ý là sống được. Chỉ cần hành giả có tu là sống được. Từ đây mọi tiếp xúc cuộc đời thuận nghịch gì đi nữa, con có tu chấp tay mô Phật để trở về với Phật tâm vì là an vui, phải không? Đồng ý không? Đó là Phật tâm. Thứ hai là phàm tâm. Phàm tâm là cái tâm thấy biết
phân biệt và suy nghĩ. Và tâm này mình sống thường không? Hằng ngày sống thường không? Thường. Như vậy là phàm tâm là cũng là cái tâm, nhưng mà cái tâm thấy biết có phân biệt, có suy nghĩ và dẫn ta đi tạo nghiệp thì gọi là phàm tâm. Thế nào gọi là tâm? Như vậy quý vị có minh định giùm thầy rõ cái này không? Như vậy giữa phàm tâm và Phật tâm cách nhau một tâm niệm, gọi là cách nhau đường tơ kẻ tóc, gọi là thấy biết phân biệt suy nghĩ là phàm tâm, thấy biết không sanh phàm tâm thanh tịnh vô nhiễm là Phật tâm. Chỗ này thì phân tích rõ không? Rõ không? Rất rõ ràng. Để rồi Phật tâm con cũng có, mà phàm tâm con cũng có. Vậy phàm tâm là gì của Phật tâm? Chấp tay đọc. Phàm tâm, phàm tâm là diệu dụng của Phật tâm, là diệu dụng của Phật tâm. Như vậy phàm tâm cũng là được nhờ nữa. Phàm tâm là diệu dụng của Phật tâm mà. Không có phàm tâm thì con độ ai? Không có phàm tâm làm sao con xây dựng nhà cửa, sự sống con được? Như vậy giữa phàm tâm và Phật tâm chúng ta đồng sống hết. Nhưng minh định cái nào rõ là Phật tâm và cái nào rõ là phàm tâm. Như vậy trong dòng đời quý vị có bỏ phàm tâm không? Không. Phải sống. Có phàm tâm con mới tính toán được chứ. Con mới phân biệt, con mới chạm trán cuộc đời thực tế được chứ. Nhưng nhớ rằng phàm tâm là diệu dụng của Phật tâm. Phàm tâm là phương tiện của Phật tâm. Như vậy khi sử dụng phàm tâm xong rồi, con phủi cái rọt, hãy trở về với Phật tâm, hãy trở về với Như Lai để bình an hạnh phúc. Câu này đồng ý không? Như một người sửa xe, khi xe đến thì lấy đồ ra sửa, khi sửa xe xong rồi cất đồ hết trở về nghỉ ngơi bình an. Khi con tiếp xúc tất cả mọi công việc, con sử dụng phàm tâm, con đinh quạt làm hết tất cả mọi công việc. Khi xong hết mọi công việc rồi, con ôm cái phàm tâm, con có ngủ yên không? Chỗ này mình có bị không? Thành ra xong nhiệm vụ của phàm tâm thì phải trở về với Phật tâm. Con quay đầu lại, con quay cái tầm nhìn con về với Phật tâm. Con biết chừng mực của phàm tâm, để rồi sử dụng phàm tâm để đối nhân xử thế trong cuộc đời, sử dụng phàm tâm để linh hoạt thành tựu tất cả mọi việc đời. Nhưng giác ngộ nó là phương tiện, là diệu dụng của Phật tâm. Để rồi con vẫn sống với nó, nhưng con tỉnh thức về nó, con biết quay đầu. Xong việc rồi quay đầu là an vui phải không? Đồng ý không? Rồi còn cái thứ ba nữa là pháp tu tịnh độ. Pháp tu tịnh độ là danh hiệu Phật, mà pháp tu tịnh độ là lời dạy của Phật Thích Ca Mâu Ni khuyên con niệm Phật.
Pháp tu tịnh độ là pháp dễ tu nhất, cần thiết nhất cho người già chúng ta. Vì vậy về già, tuổi già của chúng ta hãy nương tựa cái pháp dễ tu mà dễ thành tựu. Để rồi minh định rõ pháp tu tịnh độ niệm Phật giúp con hoàn thành kiếp tu ngay trong đời này. Thành ra giảng sanh để thành người hiền thôi, nâng mình lên một cấp thôi. Từ phàm thánh đồng cư quế độ của cõi đời này, ta giảng sanh ta nâng lên để ta có phàm thánh đồng cư tịnh độ. Ta về một thế giới mình là người phàm, còn hiền thánh là bậc thánh, để rồi tất cả đồng nương nhau để chúng ta nỗ lực tu hành tuyệt gốc khổ đau là mãn nguyện rồi. Vì vậy các cụ chỉ mong mỏi rằng yêu cầu thành người hiền thôi. Yêu cầu là con thoát kiếp luân hồi là được rồi. Tại vì khả năng của con bây giờ tu hành thành thánh nhân nổi không? Đời mạt pháp này tu hành thành thánh nhân nổi không? Khó lắm. Nên cái hoài bão của con chỉ mong mỏi thành người hiền thôi. Mà nhân tu thành người hiền là cái gì quý vị biết không? Thành là người nào cũng phải từ con tim của mình thực hiện đủ năm chữ Bồ Đề Tâm Bất Thối. Bồ Đề Tâm là gì? Là trí tuệ, là sức sống không lười mỏi. Bồ Đề Tâm Bất Thối đối với tịnh độ, đối với tâm chỉ kinh vô lượng thọ gồm có hai điều thôi. Yêu cầu quý vị thực hiện hai điều thôi. Các cụ là người có thâm niên tu tập đúng không? Các cụ có niềm tin Phật chưa? Mà niềm tin Phật của mình mạnh không? Thành ra mình có lòng tin Phật là tích lũy bao đời rồi. Và đã có cái đó rồi, chúng ta chỉ là gì? Chỉ có một hướng tu rõ ràng thôi. Từ đây về sau con cố gắng, con trọn lòng tin tịnh độ bất thối, và con nguyện vãng sanh tịnh độ không lười mỏi, thì con có Bồ Đề Tâm rồi. Có được cái đó rồi, có sức mạnh Bồ Đề Tâm rồi, thì ngày ra đi con thế nào? Vãng sanh rõ không? Vì vậy hôm nay thầy sẽ đi sâu vào chi tiết để cho quý vị rõ. Hồi nãy giờ thầy bóc phân tích ba loại phải không? Một là Phật tâm, hai là phàm tâm, ba là pháp tu tịnh độ. Đồng ý không? Bây giờ chúng ta phải thành tựu cảm xúc tịnh độ. Và chúng ta phấn đấu tu hành làm sao là khi con niệm Phật, khi con nghe huynh đệ niệm Phật, con có một cảm xúc tịnh độ, con có căn lành với tịnh độ, thì con có an lạc không? Có không? Có. Là nghe danh hiệu Phật lòng con thanh tịnh, nghe danh hiệu Phật lòng con an lạc, nghe danh hiệu Phật lòng con có cảm xúc, nghe danh hiệu Phật căn lành nhiều đời của con tuôn trào. Và có được cái đó, con có duyên với tịnh độ chứ?
Và tâm nguyện vãng sanh của con còn có lời nói gì không? Hay là tâm nguyện vãng sanh của con là cảm xúc tịnh độ? Niềm tin của con là giảm cảm xúc tịnh độ và bắt thố bồ đề tâm của con nó có phải nằm trong cảm xúc tịnh độ không? Vì vậy hôm nay chúng ta moi cái chiều sâu của cảm xúc tịnh độ để chúng ta hoàn thành đời tu của mình trong kiếp này. Quý vị đồng ý không? Muốn được như vậy, chúng ta phải đi từng nấc thang. Thành ra mỗi khi con niệm Phật công phu là phải có hai chữ thành tâm. Mà khi con thành tâm niệm Phật thì có nhựa sống không? Có cảm xúc không? Vì vậy hồi nãy thầy nói ba vế, vế một là Phật tâm, vế hai là phàm tâm. Và chúng ta nương vào cái Phật tâm, sử dụng cái Phật tâm cộng với pháp tu tịnh độ, hai cái cộng tác lại để thành tựu thành tâm. Có thành tâm là phải có cái gì? Cái tấm lòng của con. Thành ra cái lỗi của tịnh độ là gì? Là niệm Phật khô khan. Niệm Phật khô khan có thành tâm không? Mà chỗ này có lúc mình bị vướng không? Có lúc con rơi vào niệm Phật khô khan. Niệm Phật lấy có. Mà niệm Phật lấy có thì có thành tâm không? Mà không có thành tâm thì có cảm xúc không? Rồi có những lúc con niệm Phật mà đứt đoạn, nó không được thành một chuỗi tuôn trào, gọi là không được có một sự liên tục. Thành ra nếu mà chúng ta niệm Phật mà bị đứt đoạn niệm Phật, hoặc rằng khô khan niệm Phật, sự thành công ta có không? Biết đây là khuyết điểm tịnh độ, khắc phục chỗ này. Để rồi dù ngoài đời, dù trong đạo, bất cứ cái gì ta làm thành công phải có chữ tâm. Câu này đồng ý không? Như vậy cảm xúc có hay không là tâm của con cộng với danh hiệu Phật có hòa quyện cùng nhau hay không? Thành ra khi con niệm Phật thì con phải nhận ra Phật tâm, và con dùng Phật tâm niệm Phật. Con dùng cái lòng thanh tịnh, cái nội lực của con để niệm Phật. Và có sự niệm Phật đó thì thành tâm có không? Mà thành tâm có rồi cảm xúc có không? Cảm xúc có thì an lạc có không? Cảm xúc có thì vọng tưởng mất tiêu phải không? Như vậy hai cái trạng thái tâm là một là Phật tâm, hai là phàm tâm vọng tưởng. Thì nhận ra Phật tâm, dùng Phật tâm nhiếp thủ Phật hiệu. Tâm không rời Phật hiệu, Phật hiệu không rời Phật tâm. Phật tâm và Phật hiệu có nghĩa là tâm Phật của con cùng danh hiệu Phật gắn liền với nhau để hình thành cái nhựa sống tịnh độ, để hình thành cái cảm xúc tịnh độ. Mà hành giả chúng ta phát hiện ra cái chỗ này, nhận định rõ ngay cái chỗ này, ứng dụng tu hành hiệu quả ngay chỗ này thì thành công con có không?
Mà nếu thành công con có rồi, con lấy đây làm cái mô hình tu kiểu mẫu của đời con, thì thành công kiếp này không? Đồng ý không? Vì là như vậy nên giai đoạn một của chúng ta là phải hai chữ thành tâm. Bước vào công phu là phải thành tâm, hướng về Phật là phải thành tâm. Quý vị đi bất cứ nơi đâu mà quý vị có cái lòng thành tâm rồi thì chưa tu hành, quý vị thấy có an lạc không? Vì vậy thành tâm niệm Phật là chất liệu ban đầu con phải trang bị. Để tạo ra một sức mạnh nội tâm, một cảm xúc tịnh độ, một năng lượng tịnh độ. Và có cái điều này rồi, con trở thành cái gì biết không? Như vậy chúng ta muốn thành công trong một đời này, chúng ta phải có chân tu tịnh độ. Mà đã là chân tu tịnh độ không đòi hỏi xuất gia tại gia, yêu cầu con thành tựu chân tu tịnh độ được không? Đồng ý không? Rồi từ cái thành tâm con nâng lên một giai đoạn kế tiếp. Con nâng lên cái nấc thang thứ hai là tỉnh thức niệm Phật. Mà đã tỉnh thức niệm Phật có rơi vô mê tín không? Có rơi vô ảo giác ảo tưởng không? Không. Con tự tin tu hành tịnh độ rõ ràng. Tỉnh thức niệm Phật là tâm trong sáng, chánh niệm sờ sờ, để con dùng Phật tâm mà nhiếp thủ danh hiệu Phật, để rồi sử dụng cái tâm Phật của mình mà nhiếp thủ danh hiệu Phật, để loại bỏ cái vọng tưởng phàm tâm của mình. Cái vọng tưởng phàm tâm của mình có phiền não không? Như vậy muốn loại bỏ vọng tưởng phàm tâm chỉ có dùng Phật tâm nhiếp thủ Phật hiệu. Và tịnh độ có cái hay cái chỗ đó. Tâm không rời Phật hiệu, Phật hiệu không rời tâm, tâm và Phật hiệu hòa quyện thành khối, hòa quyện thành chuỗi. Tâm của quý vị cộng với Phật hiệu hòa quyện thành một chuỗi niệm Phật trong tâm. Mà nó hình thành một chuỗi niệm Phật trong tâm mình thì lực niệm Phật có không? Lòng thanh tịnh có không? Tỉnh thức niệm Phật có không? Rồi cái chữ tỉnh thức niệm Phật nó còn cái hay nữa. Tức là quý vị niệm Phật là niệm Phật rành rõ. Tức là thí dụ như là trong tâm con Nam Mô A Di Đà Phật rõ. Rõ mà rành nữa. Để rồi cái tiếng niệm Phật rõ rành thì chúng ta mới thành công được cái vế thứ kế tiếp. Với gì biết không? Tại vì rõ nhất của tịnh độ, nhược điểm nhất của tịnh độ là niệm Phật lờ mờ. Niệm Phật không có rõ ràng ở tâm. Để rồi niệm nhiều cái cõi nào đi nữa mà không rõ ràng thì hiệu quả cao không? À.
Thành ra hai cái vế để giúp cho quý vị niệm Phật thành công, một là rõ ràng, hai là nhịp nhàng. Nhịp nhàng là không quẩn, không gấp, không vội vàng gì cả. Từ tốn mà niệm Phật, rõ ràng mà tu hành. Làm sao cho danh hiệu Phật như từng chữ khắc sâu vào lòng con, để là từng câu từng chữ khắc sâu vào lòng con thì danh hiệu Phật ngự trị trong lòng con đúng không? Mà nếu danh hiệu Phật ngự trị vào lòng con rồi, cộng với cái tâm của con nữa, thành ra là hai điều quan trọng đầu tiên của tịnh độ là niệm cho rành rõ và niệm cho nhịp nhàng. Đồng ý không? Niệm cho rõ ràng, không cần dối, không cần nhiều, không rơi vào lờ mờ. Làm sao tiếng niệm Phật của lòng con tỉnh thức? Tỉnh thức là chánh niệm, sờ sờ kiểm soát tiếng niệm Phật của con một cách rành rõ. Và danh hiệu Phật khắc sâu như lòng vào lòng con như chữ khắc trên đá, tạo thành đạo lực niệm Phật, tạo thành sức mạnh tịnh độ, tạo thành nhựa sống tịnh độ. Nếu tu được như vậy, con có an lạc không? Con có chọn lòng tin tịnh độ không? Con có hết bớt phiền não không? Con có nhẹ đi nghiệp chướng không? Vì là như vậy nên đây là chất liệu cần thiết cho chúng ta phải tu. Thành ra giai đoạn một là thành tâm niệm Phật, giai đoạn hai là tỉnh thức niệm Phật, giai đoạn ba là nhịp nhàng niệm Phật. Ba cái điều này có cần cho hành giả tịnh độ chúng ta khi thực hành không? Hôm nay thầy phân tích pháp hành. Hồi trước thầy phân tích pháp học. Hôm nay chúng ta phải nâng cấp tịnh độ ta lên, đi sâu vào pháp hành, ăn nằm với tịnh độ, sống chết với tịnh độ, đời đời kiếp kiếp thành công lĩnh vực tịnh độ, thì chúng ta mới mãn nguyện đời tu của chúng ta. Là như vậy. Nên cái giai đoạn 3 là nhịp nhàng, quẩn đãi, chậm rãi, từ tốn. Mà người đời thường dùng danh từ gì? Bình tĩnh. Con không có nóng vội, con không có hấp tấp, mà chậm mà chắc, thành công mà an lạc. Thì như vậy nỗ lực tịnh độ chúng ta tu hành mới hiệu quả chứ. Nên cái vế đó là chúng ta phải thông suốt điều này. Vế thứ tư là gì biết không? Khi con vượt qua được những vế đầu rồi thì con có thanh tịnh không? Thì khi con có thanh tịnh rồi thì con dùng Phật tâm con mà nhiếp thủ Phật hiệu. Và lúc này con đi, con đứng, con nằm ngồi, con thành bậc chân tu của đời mình.
hiện tướng đáng tôn đáng kính, hiện tướng chân tu tịnh độ, hiện tướng nề nếp của người tu. Để rồi con ra công viên, con ở bất cứ nơi đâu đều tu được. Lòng thanh tịnh niệm Phật, thì sử dụng cái nội tâm thanh tịnh niệm Phật tạo sự an lạc trong đời tu của mình, để hình thành cái cảm xúc tịnh độ. Mà thưa quý vị, khi lòng thanh tịnh niệm Phật, năng lượng mình có không? Đạo tràng chúng ta đang sinh hoạt, năng lượng có không? Chỗ nào có năng lượng, chỗ đó có thần lực. Chỗ nào có năng lượng, chỗ đó có Phật gia trì. Để rồi hình thành cái năng lượng tịnh độ. Mà có cái năng lượng tịnh độ thì mới có cái cảm xúc tịnh độ. Vì năng lượng là một từ trường của vũ trụ đất trời, từ trường lực tu của chúng ta, từ trường sự gia trì của chư Phật, để thành tựu cái đạo tràng. Chỗ nào có đạo tràng thanh tịnh, chỗ nào có từ trường của lực Phật gia trì, chỗ nào có từ trường của người tu, chỗ đó thành tựu đạo tràng. Và có được một cái đạo tràng thanh tịnh rồi thì chỗ đó có người giảng sanh. Vì vậy khi mà con đã có lòng thanh tịnh rồi thì con quay vào thành hình thành một bậc chân tu tịnh độ rồi, thì con đi, con đứng, con niệm hồi, con nằm, bất cứ động tĩnh gì nữa, con đều là A Di Đà Phật. Mà khi có được cái như vậy rồi thì cái vế kế tiếp nó biến thành nhựa sống tịnh độ, sức sống tịnh độ, giá trị tịnh độ trong đời tu của con. Và có cái chỗ đó rồi thì con thành tựu tịnh độ ở giai đoạn ban đầu. Đó là tinh thần tịnh độ mà chúng ta cần phải có. Như vậy tinh thần tịnh độ này đòi hỏi chúng ta phải dụng công tu. Hôm nay nói với pháp hành tịnh độ, tại vì nếu là hành giả tịnh độ, chúng ta đi hai mặt. Mặt một là tri, mặt hai là hành. Tri hành hiệp nhất. Tri là hiểu biết tịnh độ, rành rõ về tịnh độ. Hành là công phu niệm Phật. Hành là ăn nằm với tịnh độ, là hy sinh cả đời để thành tựu hành giả tịnh độ. Vì tịnh độ là pháp tu thù thắng, đây là pháp dễ tu nhất. Nên Phật thương xót chúng con, Phật đại phương tiện tạo cho con có một pháp dễ tu. Mà dễ tu đó ưu tiên dành cho người già. Tại về già con ngồi thiền nổi không? Về già con tụng kinh dễ chịu không? Về già con còn có bốn chữ thôi là A Di Đà Phật.
Nhưng mà lưu ý A-di-đà Phật phải từ cái con tim của con, từ lòng thành tâm của con, từ lòng thành tâm của con cộng với tỉnh thức niệm Phật của con. Vì là tỉnh thức niệm Phật là chánh niệm sơ sơ, tỉnh thức niệm Phật là rõ được nguồn tâm. Con biết con đang làm gì, con biết tâm con bây giờ thế nào, để rồi không biết gì bằng rõ được lòng con. Rõ được lòng con thông qua tỉnh thức niệm Phật. Và từ cái tỉnh thức niệm Phật, con minh định rõ cái nào là Phật tâm, cái nào là pháp tu. Phật tâm của con là nguồn tâm trong trắng, pháp tu của con là danh hiệu Phật. A Di Đà Hồng Danh Vạn Đức. Vì danh hiệu Phật là Hồng Danh Vạn Đức, là đại diện cho Phật Di Đà, là hóa thân của Phật Di Đà, là pháp tu tịnh độ, pháp dễ tu. Con nương tựa pháp dễ tu để con hoàn thành kiếp tu ngay trong đời này của con. Rồi từ cái tỉnh thức đó, con bắt đầu là bình cái tâm con lại, nhịp nhàng công phu, không hấp tấp, không vội vàng, mà tu cho rõ ràng. Nhanh quá thì chữ không rõ ràng, niệm không rõ ràng. Mà chậm quá thì vọng tưởng sanh ra không ngăn được. Thành ra phải nhịp nhàng niệm Phật. Và từ cái nhịp nhàng niệm Phật, con mới nâng lên một cấp nữa là thanh tịnh niệm Phật. Khi con thanh tịnh niệm Phật thì con nghe mọi người niệm Phật, con nghe mọi người niệm Phật, nghe danh hiệu Phật lòng con thanh tịnh, nghe danh hiệu Phật lòng con tôn kính, nghe danh hiệu Phật tướng lãnh căn lành của con hiện rõ, nghe danh hiệu Phật con có niềm tin tuyệt đối với Phật, nghe danh hiệu Phật con có bồ đề tâm rõ ràng với Phật, nghe danh hiệu Phật con thành tựu cái tâm nguyện vãng sanh thế giới Cực Lạc. Để rồi danh hiệu Phật là chất liệu tu thù thắng cả đời con. Rồi từ đó con mới nhập tâm, danh hiệu Phật mới nhập vào tâm của con, vì con tu đúng là danh hiệu Phật rõ ràng sờ sờ trong tâm con. Để rồi tu ít, tu chậm mà tu chắc. Một câu niệm Phật nào cũng là chữ khắc vào tâm, vì danh hiệu Phật là chữ. Nhưng mà có cái tâm của mình mới là có sức sống, có cái tâm gá vào mới là có nhựa sống. Có cái tâm gá vào mới có cảm xúc tịnh độ. Vì vậy danh hiệu Phật phải gắn liền với tâm, và danh hiệu Phật là chữ khắc vào tâm rõ ràng. Để rồi từ chữ khắc vào tâm rõ ràng, mà khi chữ khắc vào tâm rõ ràng
thì chữ đã gắn liền với tâm, thì nghiệp con thế nào, vọng tưởng con thế nào, phàm tâm con thế nào, phiền não con thế nào. Thành ra đạt đến được cái chỗ này, con hình thành bậc chân tu tịnh độ. Để rồi bất cứ hoàn cảnh nào, đi đứng nằm ngồi, con là công phu. Công phu tịnh độ không phải còn giờ giấc, mà công phu tịnh độ là ăn nằm với tịnh độ, là sống chết với tịnh độ. Trọn lòng tin Phật Di Đà và thế giới Cực Lạc xong rồi, con bắt đầu con buông. Buông cái gì? Mình đau khổ bởi cái gì? Mình đau khổ bởi cái dính mắc cố chấp. Buông cái cố chấp tài sản của con, buông cái cố chấp dính mắc tùm lum chuyện đời của con. Con là hành giả tịnh độ, con giao hết toàn bộ cái gì con có cho Phật Di Đà đi. Để rồi con bây giờ làm thị giả Phật Di Đà, con làm đệ tử Phật Di Đà, con làm con Phật Di Đà được không? Thành ra tất cả cái gì của con bây giờ là con cảm nhận, con buông bằng cách là của Phật Di Đà đi. Mà của Phật Di Đà thì con còn dính nữa không? Mà con không dính thì cái gì lòng con nó lòi ra? Thành là cái bí quyết của tịnh độ là buông. Là buông là không chấp của con. Tại vì do chấp của con có chịu buông không? Mà con không buông thì con có giảng sanh được không? Con không buông thì con có hết khổ nổi không? Thành ra bí quyết của tịnh độ là buông. Con buông con mới giảng sanh được. Mà buông ở đây là không phải bỏ, mà buông ở đây là giải quyết lòng cố chấp phàm tâm của mình. Để rồi giữa cõi đời này, con chỉ là hành khách dạo chơi thôi. Câu này đồng ý không? Mấy chục tuổi, 80 tuổi phải tìm đường về giùm thầy đi. Tìm đường về bằng cảm xúc tịnh độ. Có cảm xúc tịnh độ con mới có cảm ứng đạo giao cùng chư Phật, con mới truyền thông cái tâm của con cùng cái tâm của Phật. Để rồi bản tâm chân thật của con là Phật, mà bản tâm chân thật của Phật cũng là Phật. Để rồi con niệm Phật để con truyền thông cái tâm của con cùng tâm của Phật, trở thành một cái tâm thuần giác sự sống của con người. Và từ đó còn kịp tu. Kịp tu nằm ngay năm chữ gì? Thành ra cái mối mà quý vị phải tìm đường giảng thanh, gọi là niệm Phật giảng thanh, thông qua năm chữ trong lòng quý vị là Bồ Đề Tâm Bất Thối. Bây giờ Bồ Đề Tâm quý vị có không? Có mới ngồi đây chứ. Bồ Đề Tâm người nào cũng có hết. Nhưng mà làm sao thành tựu thêm hai chữ bất thối? Bất thối là không lười mỏi. Mà thầy thường dùng danh từ là tiến, không tiến, dừng, không lùi.
để rồi tâm niệm Phật của con, lòng tin Phật của con và công phu niệm Phật của con bất thối, đạt được như vậy con có bồ đề tâm bất thối. Và lấy cái nhân tu bồ đề tâm bất thối quyết định đời tu thành công tịnh độ của mình.